Thế Hùng và Ánh Xuân xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức trong nước và trong tỉnh. Tiếp đến là chuyên mục điểm báo. Chuyên mục cuộc sống thường ngày. Và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nổi bật trong nước và trong tỉnh do biên tập viên Thế Hùng giới thiệu. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn anh Xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Có bờ biển dài, khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, Ninh Thuận là địa phương thích hợp cho sản xuất tôm giống. Hiện nay, Ninh Thuận có gần 500 cơ sở hoạt động sản xuất tôm giống. Số lượng tôm giống chiếm 35% sản lượng tôm giống của cả nước. Tôm giống Ninh Thuận đã được công nhận là một trong 12 sản phẩm đặc thù của tỉnh và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu chứng nhận tôm giống Ninh Thuận. Đây là bệ phóng để Ninh Thuận hướng đến trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước. Hiện nay có đến 90% sản lượng tôm giống sản xuất ở Ninh Thuận được các tỉnh nuôi tôm thương phẩm trong cả nước tiêu thụ. Trong định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, Ninh Thuận phấn đấu có 40% cơ sở có quy mô công suất trên 1 tỷ con giống mỗi năm, 100% cơ sở được giám sát an toàn dịch bệnh, sản lượng tôm giống đạt 60 tỷ con. Trong đó, trên 70% sản lượng tôm giống chất lượng cao được sản xuất từ các cơ sở đủ điều kiện và chủ động 100% nguồn tôm sú bố mẹ. Ninh Thuận là địa phương có số lượng tàu thuyền khai thác xa bờ lớn trong các tỉnh ven biển, với hơn 1.200 tàu thuyền, trong đó gần 800 tàu cá công suất từ 400 mã lực trở lên, đủ điều kiện đăng ký tham gia khai thác xa bờ theo quy định của Luật Thủy sản 2017. Để khai thác hải sản hiệu quả, Ninh Thuận tích cực hỗ trợ và vận động ngư dân cải tiến ngư lưới cụ và ứng dụng các thiết bị hàng hải tiên tiến vào khai thác. Đến nay, toàn tỉnh đã có 97% tàu cá có hạn ngạch khai thác vùng khơi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Gần 71% tàu có thiết bị dò ngang, tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo tổ chức sản xuất và góp phần đưa sản lượng khai thác đạt trên 120.000 tấn mỗi năm. Để kiểm soát tốt việc khai thác bất hợp pháp, tỉnh Ninh Thuận tăng cường phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 để ngư dân nắm bắt quy định về hoạt động của tàu cá trên biển, đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ, đảm bảo ngư dân tuân thủ quy tắc khai thác, ứng xử có trách nhiệm và không khai thác hải sản bất hợp pháp. Nhờ vậy, những năm gần đây, Ninh Thuận không có trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và ngư dân đã thể hiện tinh thần hợp tác tốt trong việc mở thiết bị giám sát hành trình, khai báo ở từng địa điểm khai thác trên biển. Nhằm sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, huyện Thuận Nam đã triển khai mô hình trồng cây ăn trái trên những vùng đất dốc. Sau 4 năm triển khai, giờ đây những vườn cây ăn trái không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống xói mòn, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời mở ra triển vọng mới cho đồng bào Rắc Lai xã Phước Hà trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Vườn bưởi trồng sen mít Thái trên diện tích 1,3 hectare của ông Tạ Yên Nhông ở thôn Lạ A, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam đang thời kỳ thu hoạch. Để cây bưởi và mít Thái bén rễ trên vùng đất Phước Hà, bên cạnh sự đầu tư hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật của trạm khuyến nông, cán bộ xã là nỗ lực không nhỏ của gia đình ông Nhông. Để trồng bưởi và mít, gia đình ông đã cải tạo lại toàn bộ diện tích đất rẫy, đưa nước từ trên suối về tưới cho vườn cây. Để tiết kiệm nước, ông Nhâm còn đầu tư hơn 50 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm đến tận gốc cây. Lượt đầu tiên là rẫy ở đây không có nước, như nước trời thôi. Bây giờ là đảng và nhà nước mà giúp đỡ của chú, để chú lột bắt nước, ống không có bơm, nhưng lại tự nhiên nó chảy xuống bằng ống. Từ đây đến đó là hơn gần 2 cây số, hơn 2 cây số chú phòng bia đó rồi bắt được mới là để sau này là làm sao mà ráng nữa rồi nước vẫn còn đó là mình trồng lại. Bưởi và mít là cây trồng dài ngày, sau vài năm mới cho thu hoạch nên ông Nhông áp dụng mô hình lấy ngắn nuôi dài bằng cách trồng xen các loại đậu, đu đủ, chuối và chăn nuôi gà. Thấy ông Nhông trồng cây ăn trái mang lại nhiều quả, nhiều bà con ở địa phương cũng học hỏi làm theo. Anh Bình Năng Tức ở cùng thôn đã chuyển 4 sào đất đồi trồng bắp sang trồng mít Thái và đu đủ. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, sau 3 năm vườn cây ăn trái của anh đang cho thu hoạch. Anh Tức cho biết mỗi cây mít mỗi vụ có từ 10 đến 20 trái, mỗi trái từ 10 đến 20 kg. Với giá bán bình quân 8.000 đồng trên 1 kg, 200 cây mít của gia đình anh mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Ở đây cũng là làm ăn rất là khó khăn. Từ khi có chương trình nhà nước
quan tâm là làm cô mô hình. Thấy ở đây làm cây ăn trái rất là phù hợp, nguồn nước tự nhiên. Bữa nay có quan tâm làm kênh mương để đổ. Gia đình cũng rất là cố gắng làm. Xã Phước Hà có địa hình chủ yếu là đồi núi, nên việc lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương là không dễ. Để giúp nông dân phát triển sản xuất theo hướng bền vững, năm 2018, huyện Thuận Nam đã hỗ trợ 47 nông hộ ở thôn Tân Hà và thôn Lạ A, xã Phước Hà, triển khai mô hình trồng mít Thái với diện tích 15,5 hectare. Để thực hiện hiệu quả mô hình, huyện đã đầu tư đường vào khu sản xuất, hệ thống kênh mương nội đồng. Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 70% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít Thái. Nhờ đó, sau hơn 4 năm triển khai, mô hình trồng cây ăn trái đã giúp nhiều gia đình nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Qua triển khai mô hình cái bưởi da xanh với lại mít Thái này, thì huyện, tỉnh đã xuống trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn cho người dân, bà con ở đây cho thêm cái thu nhập khi mà cây nó có trái. Và mong muốn của người dân là nhân giống với lại là hỗ trợ thêm. Bà con được nhận thức được trồng cây ăn quả khu vực Anh Dũng để tạo hệ sinh thái. Thứ nhất, thứ hai nữa bà con được phát triển, được tăng thu nhập cho bà con. Hiện nay cũng báo cáo các trong hiện nay được 4 hộ được cái thu hoạch. Đó, năng suất là bình quân là năng suất trái mít thì bình quân là 10 đến 20 nghìn, 20 từ 10 kg đến 20 kg trên trái. Và tăng thu nhập từ 8.000 đến 10.000 trên kg. Trồng mít Thái sen bưởi da xanh là mô hình khá hiệu quả tại xã miền núi Phước Hà. Theo tính toán, bình quân mỗi năm, một hộ trồng 1 hectare mít Thái thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Thành công của mô hình còn là tiền đề để huyện Thuận Nam tiếp tục nhân rộng mô hình này trong thời gian tới. Bên cạnh mở rộng diện tích trồng mít Thái, địa phương cũng cần tính toán đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp trong đầu tư, tiêu thụ mít cho người dân nhằm nâng cao năng suất, ổn định đầu ra, giúp đồng bào địa phương tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ năm 2015 tới nay, nhiều nông dân ở huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động thực hiện việc chuyển đổi các diện tích vườn tạp sang trồng sầu riêng giống mới. Hướng đi này đã giúp nhiều hộ trở nên giàu có với nguồn thu từ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Từ năm 2015 tới nay, trên địa bàn huyện Đạ Hoai có khoảng hơn 200 gia đình chủ động mạnh dạn chuyển đổi các diện tích vườn tạp kém hiệu quả sang trồng các loại sầu riêng giống mới. Nhờ khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, chất lượng cây giống được đảm bảo và nhất là kỹ thuật canh tác của bà con được nâng cao, nên hầu hết các diện tích trồng từ năm thứ năm trở đi, bình quân 1 hectare sầu riêng ở huyện Đạ Hoai mang lại cho người dân từ 500 triệu tới 800 triệu đồng, cao hơn gấp 20 lần so với vườn tạp. Đã có hơn 100 gia đình từ diện khó khăn trở nên giàu có nhờ việc chuyển đổi cây trồng này. Ngày xưa trồng cà phê thôi à, và kể từ sau này mình chuyển đổi qua cây sầu riêng thì quá ok rồi. Nói chung là cây sầu riêng là một cái cây kinh tế cao, cái nguồn thu nhập lợi nhuận thì nó cũng cao, nên là chi phí đầu tư rồi dư cũng được nhiều. Hiện trên địa bàn huyện Đạ Hoai vẫn còn hàng trăm hecta vườn tạp, vườn điều năng suất thấp. Để giúp quá trình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, ngành nông nghiệp huyện Đạ Hoai đang rà soát đánh giá và quy hoạch các khu vực phù hợp để hướng dẫn và hỗ trợ người dân chuyển sang trồng các loại sầu riêng giống mới cho năng suất chất lượng cao. Đối với cái vườn tạp thì bình quân của cái thu nhập của vườn tạp một năm nó khoảng chừng 100 triệu, trên dưới 100 triệu không nhiều. Nhưng mà với cái vườn sầu riêng mà cho thu nhập mà làm khá, ở mức khá thôi á, thì bình quân thu nhập nó khoảng 5-600 triệu cho một hecta. Sắp tới của huyện Đạ Hoai thì xây dựng cái kế hoạch là chuyển đổi dần những cái vườn tạp, vườn kém hiệu quả qua những cái vườn mà có giá trị kinh tế cao hơn, mang lại thu nhập cao hơn cho bà con. Sự mạnh dạn và chủ động của người dân cùng sự hỗ trợ tích cực của ngành nông nghiệp trong việc chuyển đổi các diện tích vườn tạp, vườn cây năng suất thấp sang trồng sầu riêng đang mở ra cơ hội mới giúp hàng trăm hộ dân ở Đạ Hoai nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và hướng tới sự ổn định bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Từ một tỉnh thuần nông xuất phát điểm có nhiều bất lợi khi tái lập tỉnh, đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã vươn lên trở thành tỉnh có quy mô kinh tế ở top đầu khu vực miền Trung. Trong đó, ngành công nghiệp của Quảng Ngãi đã bứt tốc khẳng định vị thế đầu tàu ở khu vực miền Trung.
Tỉnh Quảng Ngãi xác định phát triển công nghiệp là một trong những khâu đột phá. Từ định hướng này, Quảng Ngãi đã tập trung mọi nguồn lực khai thác tối đa lợi thế cảng biển nước sâu để ngành công nghiệp bứt tốc đi lên. Nhờ đó, đến năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt gần 121.000 tỷ đồng, tăng gấp 137 lần so với năm tái lập tỉnh, năm 1989, và đứng đầu ở khu vực miền Trung. Đến thời điểm này, so với 14 tỉnh thành ở khu vực miền Trung, quy mô kinh tế Quảng Ngãi đứng thứ 5 và so với cả nước Quảng Ngãi đứng thứ 22. So với trong khu vực ấy, thì công nghiệp mình về xét ở trên cái quy mô của ngành công nghiệp mà cái chất lượng, tức là cái giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tạo ra thì Quảng Ngãi là đứng đầu trong khu vực này. Để ngành công nghiệp Quảng Ngãi phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, Quảng Ngãi thay đổi cách thu hút đầu tư, đó là thu hút dự án có chọn lọc, không chạy theo số lượng, đất đai là hữu hạn, nên trong quá trình thu hút đầu tư, Quảng Ngãi tính đến suất đầu tư trên đơn vị diện tích. Những nhà đầu tư nào có tài chính mạnh, quyết tâm cao thì Quảng Ngãi sẽ tạo điều kiện thuận lợi đến đầu tư. Tỉnh Quảng Ngãi chúng ta có được sự tăng trưởng và cái thu ngân sách khá cao trong năm 2021. Chính là nhờ phát triển công nghiệp. Vì vậy, chúng tôi cũng tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2022. Mà đặc biệt là chúng tôi quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các cái tập đoàn lớn có thương hiệu để từ đó đầu tư là có nguồn vốn lớn và nó tạo cái sự lan tỏa cũng như là thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi. Với kết quả đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, nhất là ngành công nghiệp, sẽ là động lực quan trọng để Quảng Ngãi bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đắk Lắk là địa phương có tỷ trọng xuất khẩu mật ong chiếm gần 50% của ngành mật ong cả nước. Việc Mỹ dự kiến áp thuế chống bán phá giá lên đến 412% đối với ngành mật ong sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người nuôi ong, nhất là khi đang vào mùa khai thác mật mới. Nhiều nông dân nuôi ong trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đang thấp thỏm do đầu ra của sản phẩm ong mật. Giá mật chất lượng năm nay đã giảm từ 31.500 đồng xuống còn 22.000 đồng một ký. Mong muốn lớn nhất của nông dân nuôi ong hiện nay là nhà nước sớm có các biện pháp đàm phán để bảo vệ sản phẩm ong mật Việt Nam. Nếu ngành ong mật mà bị áp thuế bán phá giá thì ảnh hưởng rất lớn cho cái người nông dân liên quan đến ngành ong thì số lượng mà người nông dân mà liên quan đến sản xuất của ngành mật ong là khoảng 35.000 người. Và đặc biệt là chúng ta hiện nay toàn quốc chúng ta có 1,5 triệu cái đàn ong mật. Trong cái đó Đắk Lắk thì có khoảng trên dưới 300.000 đàn ong. Việc Mỹ dự kiến áp thuế chống bán phá giá đối với ngành mật ong sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và sinh kế của người nuôi ong. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chỉ đạo các bộ ngành liên quan hỗ trợ ngành mật ong Việt Nam và các doanh nghiệp mật ong ở Đắk Lắk. Hy vọng mức thuế chống bán phá giá sơ bộ hơn 400% từ Mỹ sẽ được thay đổi ở phán quyết cuối cùng vào tháng 4 này. Bản tin tiếp tục với những tin tức khác. Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp nhận 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ em 5 đến 11 tuổi do chính phủ Australia viện trợ. Với số lượng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna do Australia viện trợ, Bộ Y tế có thể triển khai tiêm chủng cho trẻ em 5 đến 11 tuổi từ tháng 4 2022 theo phương châm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế sẽ đề xuất số lượng vaccine còn mua thêm nếu cần thiết để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sau khi rà soát, dự báo tình hình tiêm vaccine của trẻ em và số lượng vaccine được viện trợ. Tỉnh Quảng Nam đăng cai năm du lịch quốc gia được xem là cơ hội vàng cho ngành du lịch miền Trung phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID-19. Những ngày này, đô thị cổ Hội An, trái tim của du lịch Quảng Nam liên tục đón hàng chục ngàn lượt khách tham quan, lưu trú. Năm 2022, tỉnh Quảng Nam kỳ vọng sẽ đón 4,2 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt 6.000 tỷ đồng. Hiện nay đã có 9 hãng hàng không mở lại 10 đường bay quốc tế kết nối trực tiếp với Đà Nẵng. Việc mở của bầu trời hứa hẹn sẽ giúp sân bay quốc tế Đà Nẵng đón hàng triệu lượt khách về cho du lịch miền Trung trong năm du lịch quốc gia 2022.
qua đó khẳng định quyết tâm đưa ngành du lịch phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Lễ hội Ramadan năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam tỉnh Ninh Thuận sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Đây là dịp để đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam sum họp gia đình, tưởng nhớ ông bà tổ tiên, gắn kết tình làng, nghĩa xóm và giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Năm nay, đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam trong tỉnh có thêm nhiều niềm vui khi được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi, tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế. Nên lễ hội Ramadan năm nay, đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vào thời điểm này, cùng với các địa phương trong tỉnh, đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam ở Ninh Thuận đang thu hoạch lúa đông xuân 2021-2022. Năm nay, nhờ nguồn nước dồi dào, sản xuất thuận lợi, nên đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam có điều kiện đón Ramadan đủ đầy sung túc. Ramadan năm nay là trùng với mùa hiện nay đang thu hoạch lúa đông xuân. Trong làng là rất phấn khởi để thu hoạch lúa để đón Tết Ramadan. Trong lễ hội Ramadan không thể thiếu 5 loại bánh, đó là bánh tét, bánh ít, nòn da, bay trúc và bánh thửng. Đây là những loại bánh truyền thống được bà con chuẩn bị để cúng ông bà tổ tiên với mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng đo ấm, sức khỏe dồi dào. Làm từng hay là làm Tết đây là không có bỏ cái này được đâu. Dù con ai mà cháu ai ngắt làm không được, con phải học cho nó làm, phải được. Không nhiều cũng phải ít, chứ không có bỏ được. Lễ hội Ramadan năm 2022 diễn ra từ ngày 31 tháng 3 đến hết ngày 2 tháng 4, bắt đầu bằng nghi thức tảo mộ. Sau đó bà con trở về nhà để cúng ông bà tổ tiên. Để tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp Tết Ramadan, các địa phương vùng đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam đã phát động ra quân vệ sinh môi trường và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ thể dục thể thao. Phát động nhân dân tham gia làm vệ sinh môi trường trước, trong và sân nhà của mình, trước ngõ sau ngõ sạch sẽ, ban ngành đoàn thể sẽ ra quân làm vệ sinh môi trường xung quanh nơi công cộng. Ramadan là dịp để con cháu sum họp tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam ở Ninh Thuận có thêm điều kiện để làm ăn, phát triển kinh tế và đón Ramadan vui tươi đầm ấm. Trong không khí sôi nổi của tháng thanh niên năm 2022 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ thành phố Kon Tum ra sức thi đua thực hiện các công trình phần việc thanh niên mang nhiều ý nghĩa, giúp thanh niên phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với phương châm hướng về cơ sở, thành đoàn tập trung triển khai các công trình phần việc thanh niên như xây dựng công trình đường hoa thanh niên tại khu vực nhà rông văn hóa thôn Măng La, nạo vét kênh mương dài 5 km, tặng túi an sinh và 200 bộ quần áo cho gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19, trao tặng tủ sách với 500 quyển truyện sách báo thiếu nhi cho học sinh trên địa bàn xã Ngọc Bay. Hưởng ứng cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, thành đoàn đã hỗ trợ 200 con gà, hướng dẫn kỹ thuật cho gia đình đoàn viên chăm sóc, tạo nguồn phát triển kinh tế gia đình. Dạ, thành đoàn hỗ trợ cho em 200 con gà, với lại làm chuồng gà rồi hướng dẫn chị cách nuôi gà. Không chỉ giúp đoàn viên thanh niên an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, trong tháng thanh niên năm nay, thành đoàn Kon Tum còn tổ chức thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên chung tay cùng thành phố xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời tổ chức các sân chơi, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sự gắn kết trong cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên ở mỗi địa phương. Thành đoàn đã tập trung triển khai các hoạt động là hướng về cơ sở, trong đó là các hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động về công trình thanh niên mà dành cho các đơn vị sắp về nông thôn mới. Trong đó có cái công trình về đường hoa thanh niên, rồi công trình hỗ trợ cho thanh niên và sinh kế. Với sự năng động sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết của cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên thành phố Kon Tum, các công trình phòng việc thanh niên được triển khai liên tục xuyên suốt tháng thanh niên, không chỉ góp phần mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, mà còn có nhiều ý nghĩa thiết thực trong sự phát triển chung của địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự trong nước và trong tỉnh. Sau đây, biên tập viên Anh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục điểm báo sáng nay. Mời Anh Xuân. Cảm ơn anh Thế Hùng.
Sau đây là một điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên là một trong những vùng kinh tế động lực của cả nước, có tiềm năng lợi thế to lớn trong phát triển kinh tế xã hội và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong quốc phòng an ninh. Theo bài viết đăng tải trên báo Nhân dân, liên kết phát triển, kết nối hạ tầng giao thông đang là yêu cầu cấp thiết trong tiến trình tạo động lực phát triển vùng duyên hải Nam Bộ Tây Nguyên. Việc xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc nối Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa liên kết ấy. Tiếp giáp phía đông Tây Nguyên, vùng Nam Phú Yên, Bắc Khánh Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch xây dựng vùng kinh tế tổng hợp, đóng vai trò động lực của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cửa ngõ giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn cho phát triển vùng duyên hải Nam Bộ Tây Nguyên. Một trong những giải pháp quan trọng là liên kết, tập trung đầu tư phát triển kết nối hạ tầng giao thông nội vùng cũng như liên vùng. Thủ tướng vừa ban hành quyết định số 360 phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025. Trao đổi với báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính cho biết, đề án đã khẳng định việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là tổng thể các giải pháp như cổ phần hóa, thoái vốn, các giải pháp nâng cao hiệu quả, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, cho phá sản những doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài không vực dậy được. Để doanh nghiệp nhà nước mạnh hơn thì cơ chế chính sách về tiền lương sẽ phải thay đổi theo hướng người lao động hưởng lương theo năng suất, tiền lương tăng theo tốc độ tăng năng suất lao động, người quản lý hưởng theo hiệu quả quản lý. Vấn đề tiền lương đã được nêu lên từ lâu và lần này tiếp tục được đưa vào đề án, từ đó Bộ Lao động Thương binh Xã hội nghiên cứu đưa ra cơ chế tiền lương phù hợp với kinh tế thị trường gắn với hiệu quả của doanh nghiệp. Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa thí điểm cơ chế tiền lương ở Viettel, VNPT dựa trên kết quả kinh doanh và năng suất lao động, thoát ly khỏi thang bảng lương cứng trước đây. Kết quả cho thấy đội ngũ cán bộ ở các doanh nghiệp này rất trách nhiệm với công việc. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định, chất thải công nghiệp phải được chủ nguồn thải phân loại, lưu giữ, ký hợp đồng và chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý. Thế nhưng loại rác thải này thời gian qua vẫn bị vứt bỏ lén lút trên bờ kênh, khu đất trống hoặc trộn lẫn với rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường, tốn kém kinh phí để xử lý. Theo phản ánh trên báo Người Lao Động tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng lượng chất thải công nghiệp phát sinh mỗi ngày trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4.000 đến 4.500 tấn. Ngoài ra còn khoảng 1.500 tấn chất thải rắn xây dựng phát sinh mỗi ngày. Con số này sẽ tăng trong những năm tới khi số lượng doanh nghiệp hồi phục sản xuất sau đại dịch COVID-19. Hiện nay, quy định pháp luật về xử lý chất thải công nghiệp hiện nay đã đầy đủ. Tuy nhiên, khi thực hiện, nhiều chủ cơ sở sản xuất ngại tốn thêm chi phí xử lý, nên dù ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ. Do đó, các địa phương cần giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp không ký kết hợp đồng với đơn vị xử lý hoặc có ký nhưng chỉ để đối phó, không thực hiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng nên tăng cường kiểm tra, bắt quả tang hành vi lén lút đổ bậy, xử phạt mạnh để răn đe. Với thực tế, có quá nhiều thí sinh lớp 12 đang là F0, F1 hiện nay. Nhiều người băn khoăn nếu tới đây, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022 vẫn duy trì việc xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh là F0 như năm 2021. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết, xét đặc cách tốt nghiệp Trung học Phổ thông còn đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành thông tư mới về kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022, nên nhiều người hiểu là nếu vẫn giữ nguyên quy định như năm 2021, các thí sinh F0, F1, F2 sẽ được đặc cách tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Trao đổi với báo Đại Đoàn Kết, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, các thí sinh sẽ có nhiều lựa chọn phương thức khác nhau để xét tuyển vào đại học cao đẳng. Các cơ sở giáo dục đại học cũng có quyền tự chủ cao trong việc xác định các phương thức tuyển sinh để lựa chọn người học phù hợp với ngành nghề đào tạo của mình. Nếu thí sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển, các em có thể sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông để tham gia xét tuyển ở nhiều trường đại học khác nhau. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, giật cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động nhẹ. Chương
Chương trình Ninh Thuận ngày mới tiếp tục với bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Sáng qua, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị cá nhân tiêu biểu nhận lễ hội Ra Mươi Quang năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni. Cùng đi các đồng chí Chăm Lê Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ. Đến thăm hội đồng sư cả Hội giáo Bà Ni tại thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chúc đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni đón lễ hội Ra Mươi Quang năm 2022 vui tươi, đầm ấm. Đồng thời, đề nghị các chức sắc và bà con phát huy truyền thống yêu nước, nỗ lực phát triển sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Các chức sắc chân thành cảm ơn các ủy chính quyền trong tỉnh đã quan tâm đến thăm và chúc mừng nhân lễ hội Ra Mươi Quang. Mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ để đồng bào có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào Chăm tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đến thăm gia đình các đồng chí Thành Chiểu, nguyên trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Ninh Hải, đồng chí Nguyễn Chế Quốc Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các gia đình đón một mùa Ra Mươi Quang vui tươi, hạnh phúc. Cũng trong sáng qua, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đi thăm ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam, Hội đồng sư cả Hồi giáo Bà Ni và gia đình ông Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Ninh Hải nhân lễ hội Ra Mươi Quang của đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Hồi giáo Islam. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thông báo những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh sau 30 năm tái lập. Thành quả này có sự đóng góp của đồng bào Chăm, đồng thời mong muốn đồng bào Chăm cùng nỗ lực, đồng hành cùng với tỉnh, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển. Nhân lễ hội Ra Mươi Quang năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam, chiều qua đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng gia đình ông Thành Chiểu, nguyên trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của gia đình ông Thành Chiểu. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc gia đình ông Thành Chiểu đón lễ hội Ra Mươi Quang vui tươi hạnh phúc, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục vận động người thân và đồng bào Chăm thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lễ hội Ra Mươi Quang năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam trong tỉnh sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Đây là dịp để đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam sum họp gia đình, tưởng nhớ ông bà tổ tiên, gắn kết tình làng nghĩa xóm và giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Năm nay, đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam trong tỉnh có thêm nhiều niềm vui khi được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế. Nên lễ hội Ra Mươi Quang năm nay, đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vào thời điểm này, cùng với các địa phương trong tỉnh, đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam ở Ninh Thuận đang thu hoạch lúa đông xuân 2021-2022. Năm nay, nhờ nguồn nước dồi dào, sản xuất thuận lợi, nên đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam có điều kiện đón Ra Mươi Quang đủ đầy sung túc. Ra Mươi Quang năm nay là trùng với mùa hiện nay đang thu hoạch lúa đông xuân. Trong làng là rất phấn khởi để thu hoạch lúa để đón Tết Ra Mươi Quang. Trong lễ hội Ra Mươi Quang không thể thiếu 5 loại bánh, đó là bánh tét, bánh ít, nòn cha, bay chúc và bánh thửng. Đây là những loại bánh truyền thống được bà con chuẩn bị để cúng ông bà tổ tiên với mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng đo ấm, sức khỏe dồi dào. Làm từng hay là làm Tết đây là không có bỏ bánh này được đâu. Dù con ai mà cháu ai ngắt làm không được, con phải học cho nó làm, phải được. Không nhiều cũng phải ít, chứ không có bỏ được. Lễ hội Ra Mươi Quang năm 2022 diễn ra từ ngày 31 tháng 3 đến hết ngày 2 tháng 4, bắt đầu bằng nghi thức tảo mộ. Sau đó bà con trở về nhà để cúng ông bà tổ tiên. Để tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp Tết Ra Mươi Quang, các địa phương vùng đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam đã phát động ra quân vệ sinh môi trường và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ thể dục thể thao. Phát đạo công nhân dân tham gia làm vệ sinh môi trường trước, trong và sân nhà của mình, trước ngõ sau ngõ sạch sẽ. Ban ngành đoàn thể sẽ ra quân làm vệ sinh môi trường xung quanh nơi công cộng.
Ra mưa quan là dịp để con cháu sum họp tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni và Islam ở Ninh Thuận có thêm điều kiện để làm ăn, phát triển kinh tế và đón ra mưa quan vui tươi đầm ấm. Bản tin thời sự tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc trao đổi các khó khăn vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và các giải pháp để tháo gỡ. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện nay, hầu hết các hợp đồng thi công xây dựng công trình đều sử dụng hình thức hợp đồng trọn gói. Việc biến động giá một số vật liệu xây dựng nhiên liệu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2021 và từ tháng 3 năm 2022 đến nay làm ảnh hưởng lớn đến giá hợp đồng thi công. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 điều 36 văn bản hợp nhất số 02 ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng không cho phép điều chỉnh đơn giá do biến động giá vật liệu trong quá trình thực hiện dẫn đến tình trạng các nhà thầu thi công cầm chừng, công trình bị kéo dài thời gian thi công do chờ giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng giảm. Đồng chí kiến nghị Bộ Xây dựng sớm tham mưu Chính phủ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình biến động giá các loại nguyên nhiên vật liệu. Đối với việc xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng để áp dụng riêng cho các gói thầu, dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam, đồng chí Phan Tấn Cảnh kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao việc xác định chỉ số giá xây dựng hàng tháng cho chủ đầu tư thực hiện thay vì giao cho các địa phương như hiện nay và gửi Bộ Xây dựng có ý kiến theo quy định tại khoản 4 và 5 điều 27 Nghị định số 10/2021 của Chính phủ trước khi áp dụng. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, tham mưu cho Bộ Xây dựng những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của Bộ để kịp thời giải quyết. Nếu còn điều chỉnh thông tư, Bộ Xây dựng sẽ xem xét điều chỉnh phù hợp trong phạm vi quy định của pháp luật. Đối với các bộ có liên quan, cũng cần rà soát, xem xét các vấn đề khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền để sớm giải quyết tháo gỡ. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cần khẩn trương rà soát tổng hợp, tham mưu trình Chính phủ xem xét cho ý kiến. Về chỉ số giá vật liệu, giá xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị chính quyền địa phương thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kịp thời, sát với thực tế. Về vấn đề hợp đồng xây dựng, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần khẩn trương đánh giá toàn diện, nghiên cứu để có giải pháp kịp thời điều chỉnh. Trên nguyên tắc, đảm bảo tính hợp pháp, công bằng, hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết nước lấy dân làm gốc, gốc có vững, cày mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Thực hiện lời căn dặn của Người, 30 năm sau ngày tái lập tỉnh, Ninh Thuận đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong niềm vui chung đó, lớp lớp thế hệ những người làm công tác mặt trận, các cấp càng thêm tự hào vì đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những ngày này, căn nhà của vợ chồng ông Vũ trở nên rộn ràng hơn bởi những chuyến thăm hỏi động viên và tri ân của các thế hệ cán bộ mặt trận. Ngược dòng 30 năm về trước, khi tỉnh Ninh Thuận mới được tái lập, ông Vũ, khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thuận Hải, được điều động ra Ninh Thuận. Nhiệm vụ này không hề đơn giản, nhất là trong điều kiện của một tỉnh vừa được thành lập. Điều kiện cơ sở vật chất, con người, phương tiện lẫn kinh phí hoạt động vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị, bên cạnh việc khẩn trương củng cố và phát triển hệ thống mạng lưới cán bộ mặt trận cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền nhân dân tận dụng tối đa các nguồn lực của tỉnh, chính sách hỗ trợ của Trung ương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, ổn định đời sống. Chủ yếu là dựa vào cái năng lực hoạt động của nhân dân, vận động người ta thi đua với nhau sản xuất. Thì dân cũng hồ hởi phấn khởi thấy được tái lập cái tỉnh Ninh Thuận rồi thì họ cũng đua nhau họ sản xuất, họ làm ăn. Thì nhờ cái không khí đó mà họ vượt qua được. Năm 2010, dự án nhà máy điện hạt nhân được Quốc hội chấp thuận xây dựng tại Ninh Thuận, mở ra cơ hội để tỉnh phát triển. Nhưng cũng là thách thức không nhỏ
bởi để thực hiện, gần 1.300 hộ với trên 4.900 khẩu nằm trong diện phải di dời về nơi ở mới. Đi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn là một quyết định khó với nhiều người khi đó. Với vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận vì sự phát triển của tỉnh. Năm 2016, khi Quốc hội quyết định dừng xây dựng nhà máy điện hạt nhân, lại một lần nữa, những cán bộ mặt trận lại tiếp tục xắn tay áo, kiên trì tuyên truyền để nhân dân hiểu và tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước. Chỉ có những cái đội ngũ, những cán bộ mặt trận, đoàn thể thì mới coi như là sát dân, gần gũi với người dân, lắng nghe tâm tư, ý kiến nguyện vọng nhân dân để chúng ta kiên trì thuyết phục, kiên trì tuyên truyền, vận động trong cái người dân để họ tạo cái sự đồng thuận. Có thể thấy, mỗi một giai đoạn, mỗi chặng đường đều đánh dấu sự trưởng thành của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Vai trò ấy lại càng được củng cố, mở rộng, phát huy và để lại dấu ấn, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Gần 3 năm trở lại đây, để cùng Đảng, Nhà nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Từ đó, thông điệp của lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết được lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, gần 400 tổ chức cá nhân đã tham gia ủng hộ tiền và thiết bị y tế và thực hiện an sinh xã hội với tổng trị giá gần 80 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng hương Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh đã giúp chúng em một phần nào đó kinh phí và lương thực thực phẩm để chúng em có thể yên tâm ở yên tại chỗ chống dịch. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng ngàn mét vuông đất và hàng trăm ngàn mét khối đất đá, vật tư các loại để tham gia làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, không nuôi gia súc thả rông và di dời gia súc đến nuôi tập trung theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 2 huyện về đích nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 11 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Các tầng lớp hết sức đồng thuận tham gia tích cực vào cuộc để triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí của cuộc vận động. Trên cơ sở đó, đảm bảo cho cái cuộc vận động đi vào cái hiệu quả. Qua 30 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã huy động trên 221,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 5.711 căn nhà đại đoàn kết và 7.976 nhà theo chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của chính phủ, trị giá 135,6 tỷ đồng, sửa chữa 1.076 căn nhà trị giá 7,1 tỷ đồng, hơn 56,7 tỷ đồng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo qua nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học, khó khăn đột xuất, hỗ trợ hơn 1.000 con bò cho 750 hộ nghèo với số tiền 19 tỷ đồng, triển khai hơn 2.539 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, giám sát, kiểm soát dịch COVID-19 tại khu dân cư, trên 65 cuộc giám sát, 42 cuộc phản biện và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Có thể khẳng định, 30 năm tái lập tỉnh là một cột mốc đánh dấu sự phấn đấu bền bỉ, ý chí vượt lên khó khăn thử thách của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Những thành tựu phát triển mọi mặt của tỉnh Ninh Thuận là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong chặng đường phía trước. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc là xuyên suốt toàn diện và vai trò của mặt trận không chỉ là cái nhiệm vụ tập hợp các thành phần mà càng ngày thì vai trò giám sát phản biện của mặt trận đối với quá trình điều hành của chính quyền, các cái chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước là được mặt trận tham gia một cách là rất là công phu, bài bản và rất là chặt chẽ, có hàm lượng và có những cái giá trị khoa học rất cao, giúp cho cái quá trình xây dựng ban hành nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình đầu tư của Nhà nước là được triển khai một cách hiệu quả. Với cái tinh thần đổi mới như vậy và với cái sự đồng lòng, quyết tâm thống nhất cao, chúng tôi tin tưởng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Thuận và tiếp tục củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 30 năm, một hành trình nỗ lực vượt khó. Dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức thành viên và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó vừa củng cố, vun đắp niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vừa nâng cao đời sống của nhân dân, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển. Ninh Thuận là địa phương có số lượng tàu thuyền khai thác xa bờ lớn trong các tỉnh ven biển, với hơn 1.200 tàu thuyền, trong đó gần 800 tàu cá, công suất từ 400 CV trở lên, đủ điều kiện đăng ký tham gia khai thác xa bờ theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017. Để khai thác hải sản hiệu quả, Ninh Thuận tích cực hỗ trợ và vận động ngư dân cải tiến ngư lưới cụ và ứng dụng các thiết bị hàng hải tiên tiến vào khai thác. Đến nay, toàn tỉnh đã có 97% tàu cá có hạn ngạch khai thác vùng khơi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Gần 71% tàu có thiết bị dò ngang, tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo tổ chức sản xuất và góp phần đưa sản lượng khai thác đạt trên 120.000 tấn mỗi năm. Để kiểm soát tốt việc khai thác bất hợp pháp, tỉnh Ninh Thuận tăng cường phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 để ngư dân nắm bắt quy định về hoạt động của tàu cá trên biển, đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ, đảm bảo ngư dân tuân thủ quy tắc khai thác, ứng xử có trách nhiệm và không khai thác hải sản bất hợp pháp. Nhờ vậy, những năm gần đây, Ninh Thuận không có trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và ngư dân đã thể hiện tinh thần hợp tác tốt trong việc mở thiết bị giám sát hành trình, khai báo ở từng địa điểm khai thác trên biển. Nhằm sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, huyện Thuận Nam đã triển khai mô hình trồng cây ăn trái trên những vùng đất dốc. Sau 4 năm triển khai, giờ đây những vườn cây ăn trái không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống xói mòn mà còn mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời mở ra triển vọng mới cho đồng bào Rắc Lai, xã Phước Hà trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Vườn bưởi trồng sen mít Thái trên diện tích 1,3 hecta của ông Tạ Yên Nhông ở thôn Lạ A, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam đang thời kỳ thu hoạch. Để cây bưởi và mít Thái bén rễ trên vùng đất Phước Hà, bên cạnh sự đầu tư hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật của trạm khuyến nông, cán bộ xã là nỗ lực không nhỏ của gia đình ông Nhông. Để trồng bưởi và mít, gia đình ông đã cải tạo lại toàn bộ diện tích đất rẫy, đưa nước từ trên suối về tưới cho vườn cây. Để tiết kiệm nước, ông Nhâm còn đầu tư hơn 50 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm đến tận gốc cây. Đầu tiên là rẫy ở đây không có nước, như nước trời thôi. Bây giờ là Đảng và Nhà nước mà giúp đỡ của chú, để chú lột bắt nước ống, không có bơm, nhưng lại tự nhiên nó chảy xuống bằng ống. Từ đây đến đó là hơn gần 2 cây số, hơn 2 cây số, chú phòng bia đó là bắt được mới là đấy. Sau này là làm sao mà ráng nữa rồi nước vẫn còn đó là mình trồng lại. Bưởi và mít là cây trồng dài ngày, sau vài năm mới cho thu hoạch nên ông Nhông áp dụng mô hình lấy ngắn nuôi dài bằng cách trồng xen các loại đậu, đu đủ, chuối và chăn nuôi gà. Thấy ông Nhông trồng cây ăn trái mang lại nhiều quả, nhiều bà con ở địa phương cũng học hỏi làm theo. Anh Bình Năng Tức ở cùng thôn đã chuyển 4 sào đất đồi trồng bắp sang trồng mít Thái và đu đủ. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, sau 3 năm vườn cây ăn trái của anh đang cho thu hoạch. Anh Tức cho biết mỗi cây mít mỗi vụ có từ 10 đến 20 trái, mỗi trái từ 10 đến 20 kg. Với giá bán bình quân 8.000 đồng trên 1 kg, 200 cây mít của gia đình anh mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Ở đây cũng là làm ăn rất là khó khăn. Từ khi có chương trình nhà nước quan tâm là làm khô mô hình, thấy ở đây làm cây ăn trái rất là phù hợp, nguồn nước tự nhiên. Bữa nay có quan tâm làm kênh mương để đổ. Gia đình cũng rất là cố gắng làm. Xã Phước Hà có địa hình chủ yếu là đồi núi, nên việc lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương là không dễ. Để giúp nông dân phát triển sản xuất theo hướng bền vững, năm 2018, huyện Thuận Nam đã hỗ trợ 47 nông hộ ở thôn Tân Hà và thôn Lạ A, xã Phước Hà, triển khai mô hình trồng mít Thái với diện tích 15,5 hectare. Để thực hiện hiệu quả mô hình, huyện đã đầu tư đường vào khu sản xuất, hệ thống kênh mương nội đồng. Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 70% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít Thái. Nhờ đó, sau hơn 4 năm triển khai, mô hình trồng cây ăn trái đã giúp nhiều gia đình nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Qua triển khai mô hình cái bưởi da xanh với lại mít Thái này, thì huyện, tỉnh đã xuống trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn cho người dân, bà con ở đây
cho thêm cái thu nhập khi mà cây nó có trái. Và mong muốn của người dân là nhân giống với lại là hỗ trợ thêm. Bà con được nhận thức được trồng cây ăn quả khu vực Anh Dũng để tạo hệ sinh thái. Thứ hai nữa bà con được phát triển, được tăng thu nhập cho bà con. Hiện nay cũng báo cáo các trong hiện nay được 4 hộ được cái thu hoạch. Năng suất là bình quân là năng suất trái mít thì bình quân là 10 đến 20 nghìn, 20 từ 10 kg đến 20 kg trên trái, và tăng thu nhập từ 8.000 đến 10.000 trên kg. Trồng mít Thái, sen, bưởi da xanh là mô hình khá hiệu quả tại xã miền núi Phước Hà. Theo tính toán, bình quân mỗi năm, một hộ trồng 1 hectare mít Thái thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Thành công của mô hình còn là tiền đề để huyện Thuận Nam tiếp tục nhân rộng mô hình này trong thời gian tới. Bên cạnh mở rộng diện tích trồng mít Thái, địa phương cũng cần tính toán đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp trong đầu tư, tiêu thụ mít cho người dân nhằm nâng cao năng suất, ổn định đầu ra, giúp đồng bào địa phương tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cùng với lực lượng bảo vệ rừng, các tổ cộng đồng bảo vệ rừng là lực lượng hỗ trợ đắc lực các chủ rừng trong triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác lâm sản trái phép trong khu vực phụ trách. Tuy nhiên, hơn một năm nay, nguồn kinh phí hỗ trợ các tổ cộng đồng chưa được phân bổ. Vì thế, việc duy trì hoạt động các tổ cộng đồng bảo vệ rừng hiện nay gặp nhiều khó khăn. Khu vực rừng thôn Ma Rớ, xã Phước Thành, huyện Bắc Ái có diện tích 580 ha, bao gồm những loại cây gỗ quý hiếm cần được bảo vệ như cẩm đào, cam xe, gỗ hương, mùng. Hiện nay đang là mùa khô, các cánh rừng đã bắt đầu khô héo, tầng thực bì dày, rất dễ bén lửa. Vì vậy, tổ cộng đồng thôn Ma Rớ bố trí một ngày 4 người thay nhau kiểm tra rừng và chủ động đốt thực bì có điều khiển nhằm tránh phát sinh cháy rừng khi thời tiết hanh khô kéo dài. Các thành viên trong tổ cũng thay phiên nhau cắm chốt ở các khu vực cửa rừng, kiểm soát tất cả người lạ vào rừng. Khi phát hiện hành vi phá rừng, sẽ báo ngay với lực lượng chức năng để phối hợp xử lý. Cháy rừng ban đêm thì kêu anh em lực lượng đi góp ý thêm, kêu thêm người. Bây giờ là anh em trực đến này 4 người thì kêu thêm bên nhà nữa. Bây giờ là 4-5 người nữa phụ giúp anh em trên rừng. Đó. Là các anh em tình viên á, là cái gì là ai nào dùng điện là phải điện tiếp cho anh em. Đó. Cái này là quan trọng, nhà nước nó giao là phải nhiệm vụ là chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi thành viên tổ cộng đồng bảo vệ rừng được hỗ trợ gạo 15kg trên một tháng, được hỗ trợ kinh phí để chăn nuôi gà, bò, dê dưới tán rừng hoặc khu vực vùng đệm để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng nhằm nâng cao đời sống các thành viên khi tham gia tổ cộng đồng bảo vệ rừng. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia chưa được phân bổ về tỉnh, gây khó khăn cho hoạt động của tổ cộng đồng bảo vệ rừng. Trước đây, chi trả của chủ trương của đảng, của nhà nước là một phần. Là một phần thứ hai là thực hiện cái mô hình sinh kế. Mô hình sinh kế bữa nay là 19 thành viên đều có hết. Nhưng mà cái khó khăn nhất hiện nay là chỗ mà chưa có kinh phí cho anh em thành viên cộng đồng á. Mặc dù vẫn còn có kinh phí nhưng mà anh em thành viên cộng đồng vẫn tích cực là đều tham gia. Hiện nay cái vấn đề kinh phí về vấn đề giao rừng khoán quản cho các cái hộ dân là từ năm 2021 và năm 2022 thì hiện nay là chưa có. Do đó là cái việc tổ chức thực hiện rồi là tổ đối với các cái hộ dân ở cộng đồng còn khó khăn. Thì đề nghị là các ngành chức năng sớm có cái hỗ trợ cái kinh phí kịp thời để cho người dân cùng tham gia thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Ái có 38 tổ cộng đồng bảo vệ rừng với khoảng 760 thành viên. Trước yêu cầu về công tác bảo vệ rừng, việc hỗ trợ kinh phí và phát triển sinh kế cho các thành viên tổ cộng đồng bảo vệ rừng rất cần được các ngành chức năng và địa phương quan tâm tìm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ cộng đồng bảo vệ rừng ở huyện miền núi Bắc Ái. Trên mỗi ngọn núi cánh rừng đều có dấu chân của những thành viên tổ cộng đồng bảo vệ rừng ở các địa phương. Họ là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng. Vì vậy, việc duy trì và phát huy tổ cộng đồng là giải pháp hiệu quả trong công tác phát triển rừng trên địa bàn tỉnh hiện nay. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự sáng nay. Sau đây, biên tập viên Thế Hùng giới thiệu đến quý vị và các bạn chuyên mục Cuộc sống thường ngày. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn anh Xuân.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trên thị trường rau quả tươi sống xuất hiện sản phẩm rong nho biển được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Bởi rong nho biển chứa nhiều vitamin AC và các khoáng chất vi lượng cần thiết, nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng và khả năng phát triển loại rong nho biển thích hợp với khí hậu ven biển Ninh Thuận. Anh Lê Quốc Nam ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải đã đầu tư nuôi trồng rong nho gắn với phát triển sản phẩm rong nho tách nước. Mời quý vị và các bạn làm quen với anh Lê Quốc Nam trong chuyên mục Cuộc sống thường ngày hôm nay. Cây rong nho được nuôi trồng trong các đầm ao hồ nước mặn ven biển có hình dạng giống chùm quả nho nên được gọi là nho biển. Rong nho có đặc điểm mềm, giòn, ngon và bổ dưỡng do chứa nhiều vitamin AC và các khoáng chất vi lượng rất tốt cho sức khỏe. Đặc điểm là cây rong nho phù hợp với các địa phương có lượng mưa ít trong năm, nước biển trong có độ mặn cao. Là kỹ sư chuyên ngành thủy sản nhận thấy cây rong nho phù hợp với vùng biển Ninh Thuận, anh Lê Quốc Nam hình thành ý tưởng khởi nghiệp từ mô hình nuôi trồng và chế biến rong nho tách nước trên diện tích 5 hectare mặt nước biển. Bước đầu nghiên cứu thì gặp rất nhiều khó khăn. Cũng gặp phòng chi cục thủy sản của huyện Ninh Hải là tới hiện nay là sản phẩm cũng đã hoàn thiện cả về chất lượng dẫn cái bao bì sản phẩm, thì hướng tới là sẽ tham gia vào cái chương trình OCOP để thúc đẩy quảng bá thương hiệu ra thị trường toàn quốc. Khó khăn về vốn không ngăn được quyết tâm khởi nghiệp của anh Lê Quốc Nam. Từ việc bán rong nho tươi để có nguồn vốn ban đầu, anh đã nghiên cứu và thực hiện thành công mô hình rong nho tách nước. Sản phẩm rong nho tách nước Oki Budo của anh Nam ra thị trường có mẫu mã bắt mắt, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đã có mặt tại các chuỗi siêu thị lớn trên toàn quốc và xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho gần 20 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Nơi làm việc ở đây rất là sạch sẽ, thoáng mát và rất là vui. Và công ty tạo công ăn việc làm cho tụi em làm ở đây cũng đủ trang trải cho gia đình. Thu nhập ở đây thì cũng được 5-6 triệu trên tháng. Thì em cũng muốn gắn bó với công ty. Cây rong nho phát triển tốt trên nền nhiệt độ cao và độ mặn nước biển đạt 28%, phù hợp với vùng biển Ninh Thuận. Kết quả bước đầu nuôi trồng và chế biến rong nho của anh Lê Quốc Nam đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế vùng ven biển trong tỉnh, nhất là tận dụng các diện tích ao đìa nuôi tôm không hiệu quả để phát triển loại cây trồng này. Vừa rồi là chuyên mục Cuộc sống thường ngày. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời biên tập viên Anh Xuân. Cảm ơn anh Thế Hùng. Chuyên mục Điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm trang trại nắng và gió ở xã Mỹ Sơn, huyện Sơn. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện Khánh Hằng đang có mặt ở công ty cổ phần Nắng và Gió ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Và tất nhiên rồi, đây chính là điểm đến tiếp theo trong hành trình khám phá những điểm đến của vùng đất nắng và gió Ninh Thuận mà Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Nào còn chần chờ gì nữa, quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Khánh Hằng để khám phá nhé. Các bạn thân mến, đố các bạn biết là trên tay Khánh Hằng đang cầm quả gì nè? Đây chính là quả dưa lưới được trồng tại trang trại Nắng và Gió ở Ninh Thuận. Ở đây thì không chỉ có dưa lưới mà còn rất nhiều sản phẩm đặc thù khác của Ninh Thuận như là nha đam, nho và táo, và tất cả đều được trồng theo tiêu chuẩn Global Gap. Và để có được một quả dưa lưới chất lượng như thế này thì phải trải qua rất là nhiều công đoạn chăm sóc, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Dạ vâng ạ, em chào anh Long. Xin chào em. Dạ, giới thiệu đến quý vị, đây là anh Trần Văn Long, phụ trách về mảng kỹ thuật của công ty cổ phần Nắng và Gió Ninh Thuận. Và anh Long ơi, từ đâu mà công ty mình lại có ý tưởng sản xuất ra những cái nông sản sạch, những cái nông sản rất là đặc thù của vùng đất nắng gió Ninh Thuận ạ? Công ty muốn tạo ra một cái sản phẩm với chất lượng đạt tiêu chuẩn Global Gap, thậm chí còn làm tốt hơn những cái tiêu chuẩn Global Gap đã đưa ra.
để nhằm cung cấp ra thị trường một cái dòng sản phẩm với nhiều chất lượng, thơm ngon và đặc biệt nhất là an toàn. Ngoài ra thì công ty cũng muốn tạo ra những cái công ăn việc làm tốt cho những người nông dân ở đây, tại vì người nông dân ở trên cái vùng đất này thì nhìn chung là còn đời sống còn rất nhiều khó khăn. Nhất là cái đồng tiền này này, cái này là gọi là cái đồng tiền của quả dưa lưới, nó phải chuyển màu từ màu xanh chuyển sang cái màu hơi vàng vàng, màu bạc này, và nó nứt cái những cái đường sạch này ra, đấy, thì là nó đảm bảo là nó chín. Đấy. Bây giờ anh Long hướng dẫn em cắt dưa lưới nha. Rồi, ok em. Đây, thì để mình cắt cho nó cái quả dưa lưới mà nó đẹp á, tức là mình phải cắt cái cuống này, cắt vào đây để nó ra cái chữ thập. Đây, thứ nhất là như vậy. Thứ hai, cái cuống này nó dài thì nó mới bảo quản quả được lâu, nó không có bị héo cái quả trong quá trình mình đưa đi bán thương mại. Nhìn xem, khi đến với trang trại Nắng Gió Ninh Thuận thì bên cạnh những sản phẩm đặc thù như là nho, rồi nha đam, dưa lưới thì ở đây còn có vườn táo sạch, và tất cả đều được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Global GAP để cung cấp sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Chính vì thế mà đến đây các bạn có thể mình tự tay mình hái những quả táo ngay tại vàng và mình thưởng thức. Ở đây đảm bảo táo rất là sạch. Táo ở đây thì rất là giòn và ngọt và rất là sạch. Chính vì thế mà khi mình ăn cái cảm giác rất là yên tâm. Và các bạn còn chần chờ gì nữa mà không xách ba lô lên và đến ngay vườn trang trại Nắng và Gió ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Đặc biệt đối với những bạn trẻ ưa thích trải nghiệm thì đây sẽ là một điểm đến hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm rất là thú vị. Và đến đây chuyên mục Điểm Đến Ninh Thuận xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Thế Hùng và Ánh Xuân xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi ở vùng núi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, chiều có mưa dông ở vùng núi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, ngày nắng, chiều có mưa dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, giờ cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động nhẹ.